Vụ tai nạn xảy ra khoảng 15 giờ 45 phút ngày 28 tháng 9 tại trước cửa nhà số 281 phố Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội, giữa hai xe ô tô, 4 xe máy và 1 xe bus. Thời điểm trên, một chiếc ô tô hãng bị đả di chuyển trên đường Tôn Đức Thắng hướng Nguyễn Thái Học, Đống Đa, Hà Nội, bất ngờ đâm vào hai xe máy phía trước và một xe taxi. Cùng lúc này, hai xe máy khác đi từ phía sau không kịp xử lý đã va chạm với xe buýt số 02, tuyến Bắc Cổ Yên Nghĩa. Vụ tai nạn làm 3 người đi xe máy bị thương, trong đó có 2 người bị kẹt lại ở gầm xe. Người dân sau đó đã đưa những người bị mắc kẹt và đưa họ đi cấp cứu. Tại hiện trường, một xe máy nằm gọn dưới gầm ô tô, một xe máy khác bị kẹp giữa ô tô và taxi đều bị hư hỏng nặng, xe ô tô bị đẩy bị hư hỏng phần đầu. Xe buýt và 2 xe máy phía sau bị hư hỏng nhẹ. Vụ tai nạn xảy ra đúng giờ cao điểm và giữa đường khiến phố Tôn Đức Thắng bị ùn tắc cục bộ cả hai chiều. Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông, công an quận Đống Đa đã có mặt để phong tỏa hiện trường và phân luồng, khám nghiệm điều tra vụ việc.